Kim cương bây giờ nó chỉ phục vụ sở thích và thú vui của anh thôi. Vì vậy anh muốn đưa vào trong, làm cho nó đẹp theo ý anh thích, và anh thích là được. Em chỉ việc làm cho anh thích là được. Tương tự, nếu như mà chúng ta đang đeo đồng hồ Rolex hoặc là những thương hiệu đồng hồ khác chính hãng từ Thụy Sĩ như là Blood, Rumbler hay là Sacoop, Patek Philippe v.v. Và cụ thể đây là Patek Philippe, thì anh sẽ thiết kế một chiếc nhẫn Patek Philippe để đeo cặp với đồng hồ Patek. Hoặc là chúng ta có thể đeo chiếc đồng hồ Rolex với chiếc nhẫn Patek cũng được. Mẫu nhẫn Patek mà Kỳ Lân đang đeo thì Kỳ Lân thiết kế theo cái khóa trên cái dây đeo của đồng hồ Patek Philippe. Thì cái phiên bản này option bên trong ở dưới có một viên kim cương 7.2 để đánh ánh sáng vào, để tạo ra hiệu ứng ánh sáng lấp lánh trên chiếc nhẫn này. Kỳ Lân có tư vấn là anh ơi, kim cương thì mình show rồi chứ đưa vào trong thì không. Anh thích, anh muốn, tại vì anh đeo nhiều chiếc show rồi. Kim cương bây giờ nó chỉ phục vụ sở thích và thú vui của anh thôi. Vì vậy anh muốn đưa vào trong, làm cho nó đẹp theo ý anh thích, và anh thích là được. Em chỉ việc làm cho anh thích là được. Đó là cái điều mà Kỳ Lân vô cùng thích. Vì được phục vụ sở thích, cảm xúc của khách hàng là một điều tuyệt vời của kinh doanh sản phẩm cao cấp luxury. Đây, kim cương 7.2 nước D tuyển chọn lanh quanh nửa tỷ đồng mà gắn ở dưới như thế này là sở thích, là cảm xúc. Khi quý khách đã đạt được cảnh giới về tiền rồi thì cái sở thích, cảm xúc là luôn đặt lên sự hàng đầu, bởi vì nó là thăng hoa trong cuộc sống của những vị khách đặc biệt. Và cũng có phiên bản ở cái nền bên trong trung tâm sẽ không có viên kim cương mà nên một cái nền vàng bóng, thì phiên bản đó là phiên bản mà Kỳ Lân đã từng làm nhiều rồi. Còn phiên bản này phiên bản đặc biệt. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.